Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Trâm Hen Ben. Hiện giờ gia đình Trâm Hen Ben đang đứng trước cửa hàng bán chim cảnh. Thì từ cái cửa hàng này đến nhà của Trâm thì khoảng cỡ tầm đi xe khoảng 15 phút đó cả nhà. Rồi cái cửa hiệu là để là cửa hàng bán chim cảnh ha. Còn ra là mình không có thấy cái gì khác biệt hết. Mình vào bên trong thì mình mới thấy là ở trong đây nó bán rất là nhiều thứ. Đây là những cái bao thức ăn cho chim đó cả nhà. Đây ông anh Hen đang đứng. Đây là bạn của anh Hen. Hôm nay là đi ngày sinh nhật của anh này nên là đi mua chim tặng cho ảnh. Ảnh rất là thích chim luôn. Đây mình quay xung quanh cái khu này là khu bán thức ăn. Mình quay gần khúc này nè, đây là những cái loại hạt đó. Họ phân ra từng bị rồi họ bán theo lạng theo ký đó cả nhà. Những cái hạt này mình treo lên rồi chim á bay đến họ ăn thôi. Ở đây không chỉ là bán cho chim cảnh mà ở đây những cái loại hạt á mình nhiều người dân Hà Lan họ hay mua rồi họ rải ở ngoài vườn của họ để cho chim mà tự nhiên đó, không có đồ ăn thì họ đến họ ăn thôi. Đây mình quay gần lại một lần nữa cái khúc chỗ đây nè. Đó, có nhiều có loại thì nó bán một bị là đủ loại hạt ở trong đó luôn. Đây. Một bị như vậy thì khoảng cỡ tầm 120 ngàn tiền Việt Nam đó cả nhà. Còn đây là thức ăn cho từng loại chim, còn những cái hộp nhỏ nhỏ đó là cái chuồng đó. Đây là hạt hướng dương đó cả nhà. Đây là hạt hướng dương họ chưa tách vỏ ra. Còn bên đây là hạt hướng dương đã tách vỏ rồi. Một bị như vậy thì là tính ra tiền Việt Nam của mình là khoảng cỡ 130 ngàn cho 1 kg hạt hướng dương luôn cả nhà. Còn nếu mà cái hạt hướng dương này mà mình đi vô trong siêu thị mình mua á, thì nó bán mắc hơn nha. Nên nhiều khi mà Tết á, mình mua này mình ăn cũng được. Đây là những cái con sâu cho chim. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì mình bán sống. Còn đây là họ đã làm khô rồi. Một vị là nửa ký họ bán với giá là khoảng cỡ 230 ngàn ha. Còn đây là những cái loại hạt hỗn hợp, đây là trái cây sấy, chim cũng ăn trái cây sấy với lại những cái loại hạt mắc tiền nữa cả nhà. Đây là thuốc bổ, những cái thức ăn bồi bổ thêm cho chim mình nuôi đó. Khu vực này là khu vực để cho nhân viên ở trong đây hoặc là khách họ đến họ rửa tay ở đây. Ở dưới đây là họ để những cái bị thức ăn á. Còn đây giờ là đi vào bên trong thì khúc này họ phân từng loại chim ra nè. Mới vô là Ben nó đòi mua một con chim rồi nhưng mà mình thấy mắc quá nên cũng không có mua đâu. Không có nuôi chim ở nhà. Ở đây thì họ phân ra từng hộp nhỏ nhỏ rồi trước những cái hộp đó thì là có những cái nước nè, họ đổi những cái họ đổi một hộp nước, một hộp thức ăn. Đó mình quay gần cho cả nhà xem, đây là cái nước ha. Cái hộp nước nè, còn phía bên phải này là thức ăn. Bên đây là chỗ đây là chim hơi mắc tiền chút. Đây là chim cảnh mình rất là thích hai con này, giống như là hai con két vậy đó cả nhà, đẹp chưa, nhìn hai bả dễ thương. Anh Ben á, anh đứng ở đây hoài anh không có chịu ra. Tại vì anh muốn mua một con chim mà hỏi muốn mua con gì, anh nói muốn mua con Angry Bird. Ben muốn gì? Ben muốn mua chim, nhà mình nuôi chim có được đâu con. Mình đi ra ngoài lại thì họ sẽ có một cái màn, không có cái cửa mà cái màn để mình đi vô đi ra đó cả nhà.
Khúc này là ở trên lầu cũng có bán nữa, nhưng mà mình không có đi lên lầu. Ở ngoài đây là có bán những cái con chim mà giống như Việt Nam mình hay để phóng sanh đó. Còn đây là bồ câu á. Đây là bồ câu nè cả nhà. Chim xong rồi thì bây giờ gia đình của mình là đi vào rừng đi dạo, vì lockdown nè nên là ở nhà tù túng, nhưng mà đâu có dám đi đâu đâu, bây giờ chỉ có đi là đi vô rừng để không có gặp nhiều người. Bây giờ là mùa đông nên tất cả cây cối nhìn rất là khô cằn và rất là xấu luôn, lúc nào ra đường cũng thấy cái trời nó âm u không có nắng đó, lá nó rụng hết cả nhà, nó rụng xuống đây mùa thu nó rụng hết nên những cái lá này nó rất là ướt. Và nhiều lúc mà mình đi thì mình phải cẩn thận, nhiều lúc nó có những cái hộp ở dưới mình không biết á. Cái cây này ông Ben ông leo lên đây rồi, rồi lát ông không có leo xuống được, ông la ông sùm hết cả nhà. Trời lạnh quá nên là nước ở trên mặt nó đóng băng hết. Rồi mỗi lần mà đóng băng như vậy, cái người mà vui mừng nhất là ông Ben. Thì là ông lấy mấy cái băng nó đóng ở trên mặt nước này nè. Rồi ông chơi, cũng quăng. Mình cũng chơi luôn. Nhà mình mỗi lần mà thấy trời lạnh là đi ra tìm những cái ao hồ như vậy á. Rồi lấy đồ quăng cho nó bởi ra. Đó, coi hai cha con nè. Quăng mà nó không có, nó chỉ bởi cái cục đá thôi, chứ còn cái mặt hồ đâu có tét ra đâu, thấy không cả nhà. Xung quanh cái hồ đó nó đóng băng trắng hết toàn cái mặt hồ luôn cả nhà. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn luôn theo dõi kênh Chăm Hen Ben. Chúc tất cả các anh chị và các bạn thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video kỳ sau. Bye bye.